Chào các bạn đến với Tara Bánh Quy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử video clip. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì rất cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Mình có một kênh Tara thứ hai nữa là Khu Vườn Nhỏ của Andy. Thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về tình cảm. Còn đối với Tara Bánh Quy thì mình làm chủ yếu về self-love, phát triển bản thân giữa đóng tuần, giữa đóng tháng ha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm chủ đề là dự đoán cho tháng 9 ha. Tổng quan tháng 9 thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích ha. Có đây tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Mình sẽ để đá vào sau. Xin chào các bạn chọn tụ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình nha. Thì dự đoán tổng quan tháng 9 của mấy bạn ha. Đầu tiên là về công việc ha. Bạn có lá Nature, lá 15 đó là The Devil á. Bạn có 4 gậy. Và bạn có The Wheel of Fortune. Đối với mình á, thì công việc của mấy bạn trong tháng 9 này mình nghĩ là nó có những cái sự thay đổi mang tính tích cực. Và mình nghĩ là mọi thứ dần nó sẽ ổn định hơn, cũng như là có những cái thuận lợi. Có thể giống như là cái khoảng thời gian giông bão, mây gió, những cái khoảng thời gian mà nó trật duột trong công việc của mấy bạn bắt đầu là nó gọi là trở nên tốt đẹp hơn, trở nên thuận lợi, thuận buồm xuôi gió hơn ha. Mình cảm giác nhìn chung á, có thể cái khoảng thời gian mà bản thân bạn cảm thấy công việc của mấy bạn nó gặp những cái trở ngại, dù là do yếu tố bên trong hay là dù là do yếu tố bên ngoài á, thì mình cảm giác là bản thân bạn cũng xử trí hoặc là có cách để vượt qua nó. Công việc có thể nó sẽ hơi lùm xùm trong khoảng thời gian đầu tháng hoặc là những ngày đầu của tháng, nhưng mà đến khoảng thời gian giữa và cuối tháng thì mình cảm thấy mọi thứ nó đã vào guồng, hoặc là ít nhất nó đã đi theo một cái hướng gọi là cố định, và dùng từ ổn định hơn thì đúng hơn là từ cố định ha. Và nếu mà công việc của mấy bạn mà nó bắt đầu nó có những cái sự bận rộn nhiều hơn, nó có những cái sự tích cực hơn, bận rộn và tích cực nha. Tại vì mình cảm giác trong khoảng thời gian tới á, công việc của mấy bạn á, mình nghĩ là nó sẽ tương đối gọi là như bạn mong đợi, hoặc là ít nhất là nó cũng nằm trong cái sự sắp xếp cũng như là cái sự chuẩn bị của mấy bạn. Đặc biệt là vào khoảng thời gian cuối tháng á, thì công việc của mấy bạn mình nghĩ là đi rất là đúng hướng, hoặc là cũng như là khá là giống với những gì mà bạn kỳ vọng ha. Những cái bạn nào mà đang có những cái công việc mà nó liên quan nhiều đến gọi là tháng 9 này sẽ là tháng liên quan tới việc đánh giá nè, liên quan đến việc gọi là tổ chức họp team, họp nhóm, hoặc là có những cái cải tổ cải cách mới, hoặc là có những cái bước chuyển mình liên quan đến sự khắc phục những cái vấn đề cũ á, thì mình nghĩ là những cái buổi họp, những cái việc bàn luận thảo luận cũng như là những cái sự thay đổi về máu trong nhân sự nó sẽ đưa ra một cái hướng đi mới, cũng như là một cái giống như một cái kim chỉ nam cho những cái hoạt động của mấy bạn trong tháng. Những cái bạn nào mà đang cảm thấy cần gọi là mất phương hướng trong công việc, hoặc là đang muốn đi tìm một hướng đi mới trong tháng 9 này á, thì mình cũng cảm thấy là các bạn sẽ có một cái sự chỉ dẫn, một cái sự dẫn đường, hoặc là ít nhất là một cái sự hỗ trợ, một cái sự tư vấn nào đó từ những người xung quanh. Những bạn nào đi phỏng vấn, xin việc, tìm việc trong tháng 9 này thì khả năng rất là cao mình nghĩ là các bạn sẽ được nhận, hoặc là được đậu, hoặc là các bạn sẽ tìm được cái nơi rất là ưng ý, tại bài thực sự lên rất là đẹp ha. Tuy nhiên mình cũng nhắc mấy bạn đó là hãy cố gắng thể hiện một cái phong thái chuyên nghiệp nhất, sáng sủa nhất, tự tin nhất, và cho người ta thấy được là dù là bạn năng lực của bạn nó chỉ ở mức là vừa phải, hoặc là vừa bằng, vừa khít, vừa sát sao với cái vị trí ứng tuyển, hoặc là có thể thấp hơn một chút, nhưng mà bạn vẫn gọi là rất là muốn, hoặc là ham muốn cái công việc, ham muốn cái vị trí đó, để chứng tỏ cho người ta thấy là bạn sẵn sàng cho vị trí, cho công việc đó ha. Bây giờ mình sẽ qua tới phần gọi là tình cảm của những bạn độc thân ha. Bạn có The Hangman, Kỵ Sĩ Cốc và The Empress. Đối với những bạn độc thân á, thì thật sự bài này lên mình cảm giác như là các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn trong cái tháng 9 này, mình nghĩ nó bắt đầu nó sẽ có những cái sự cải thiện, đặc biệt là liên quan đến việc mở rộng và phát triển các mối quan hệ có lợi và có ích cho các bạn.
Cụ thể ở đây đó là những cái mối quan hệ liên quan đến sự hỗ trợ, giúp đỡ. Như nãy mình nói trong công việc, mình thấy cũng có người tư vấn, cũng có người định hướng. Thật sự mình thấy rất là nhiều năng lượng nam và rất là nhiều cái năng lượng liên quan đến việc gọi là kiểu giống như họ ở đây mình nghĩ là hỗ trợ và giúp đỡ luôn, và kiểu giống như sẵn sàng xắn tay áo lên làm cùng, chứ nó cũng không chỉ đơn giản chỉ là một cái lời ủng hộ, một cái lời động viên. Nếu mà bạn nào đang cảm thấy mọi thứ nó khá là gọi là, nếu mà cuộc sống của mấy bạn hoặc là những cái vấn đề trong cuộc sống mấy bạn nó hơi khó giải quyết, hoặc là nó hơi gọi là lùm xùm, thì mình cảm giác sẽ có người gọi là đứng cạnh đứng cùng, hoặc là có người kiểu giống như là cũng ra tay giúp sức với mấy bạn. Tại vì bài của bạn lên có kỵ sĩ cốc và The Empress, thì mình cảm giác giống như đó là bạn sẽ vượt qua cái khoảng thời gian đó theo một cái cách mà mình nghĩ, giống như đó là khi bạn chìm thì có người giật bạn lên, khi bạn cảm giác mệt mỏi thì có người dìu bạn đi. Và mình cảm giác các mối quan hệ xung quanh ở đây thật sự nó cũng sẽ chủ yếu liên quan đến những cái người ở gần thôi, mình không cảm nhận được những cái người ở xa đâu. Tại vì thật ra kỵ sĩ cốc và The Empress tức nghĩa là bà con họ hàng, láng giềng, hàng xóm, người thân, người quen, bạn bè, anh chị em gọi là chị em bạn, anh chị em mà kiểu giống như là chí cốt á, chứ nó cũng không phải là anh chị em họ hàng đâu nha. Thật ra mình cảm giác giống như đó là bạn sẽ không một mình ha. Các mối rồi cái việc mà mở rộng các mối quan hệ xung quanh á, thì mình nghĩ tới cái việc đó là bạn đang đi tìm những cái người đồng hành, những cái người mà có thể cho bạn một cái sự gọi là hỗ trợ cũng như là đóng góp, hoặc là kiểu giống như là bạn muốn đi tìm một cái người mà bạn cảm thấy họ với bạn có cùng giá trị. Mình cảm thấy ở thời điểm hiện tại cái thứ bạn quan trọng là chất lượng hơn số lượng, và thật sự dù là một người, hai người, bạn vẫn cảm thấy rất là thoải mái, rất là vui vẻ với cái kết nối đó, chứ mình không có cảm nhận bạn muốn số lượng đông ha. Các mối quan hệ bạn trong tháng này mình nghĩ là có thể có một vài tin tức từ phương xa, hoặc là có người muốn liên hệ, hoặc là muốn tìm đến bạn. Mình cảm thấy cái năng lượng này có cả nam lẫn nữ ha. Nếu mà bạn nào đang có gọi là chờ đợi một cái người nào đó, hoặc là kiểu giống như các bạn đang mong đợi tin tức từ một người nào đó, thì mình nghĩ có thể tầm thời gian khoảng giữa và cuối tháng thì có thể sẽ có tin tức về cái người này ha, và nó sẽ đến hơi muộn so với bạn mong đợi. Về chuyện tình cảm của mấy bạn á, thì mình cảm thấy là nếu mà bạn nào thật sự đang đang độc thân nha, và cũng không có đối tượng á, thì nhìn thì hơi lạ, nhưng mà mình cảm giác là có kỵ sĩ cốc và có The Empress thì mình nghĩ khả năng cao là có người để ý mấy bạn, hoặc là có người họ gọi là họ quan tâm. Mình không biết là cái này là thích đơn phương hay là thích kiểu giống như là đang dò đường để ý, nhưng mà thật sự là cảm giác là có cảm xúc. Nhưng mà mình nói thiệt là mình không có cảm thấy có hành động, có một cái sự tương tác, có một cái sự liên hệ liên lạc, hay là có một cái gì đó nó quá chủ động, nó rõ ràng. Mình cảm giác nó vẫn còn giống như kiểu là lượn lờ, lấp lửng, lơ lửng, hoặc là kiểu giống như là không có rõ. Còn nếu mà bạn nào mà đang trong thời gian mà thực sự các bạn khá là gặp những cái vấn đề trúc trắc trong cuộc sống, thì mình cảm giác đây là khoảng thời gian các bạn phục hồi về mặt cảm xúc cũng như là năng lượng cũng như là sức khỏe lại cho bản thân ha. Mình không có thấy về chuyện tình cảm. Bây giờ mình sẽ qua tới chuyện gọi là tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp ha. Thì các bạn có The Moon, các bạn có The Lover và các bạn The Sun luôn. Cũng khá là thú vị ha, tại vì ba lá ẩn chính là một, thứ hai nữa là ba lá thì có The Moon và The Sun ha. Nó nằm đối 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 với nhau ha. Thì các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn trong cái tháng này, thật ra mình sẽ thấy có những cái sự kết nối cũ và cũng có những cái kết nối mới. Tại giờ The Moon thì thường nó gắn với cái cũ, còn The Sun nó sẽ gắn với cái mới. Thì có thể trong tháng này các bạn sẽ có những cái kết nối mới, những cái tình bạn mới. Đồng thời đôi khi bạn sẽ vô tình hữu ý bạn gặp lại những cái người cũ. Ở đây người cũ mình không mặc định là người yêu cũ, mình mặc định là những cái người bạn đã từng liên hệ, dù là bạn bè hay là kẻ thù ha. Thì hoặc là những cái người mà không, thôi dùng từ kẻ thù thì thấy ghê quá, những cái người không thuận ý thuận lòng cho lắm, thì dù là người thích hay người không thích, bạn cũng sẽ có cơ hội gặp lại và cũng có cơ hội gặp được những cái người mới mà mình cảm thấy năng lượng đa phần là nam, còn những cái người cũ thì mình lại cảm thấy đa phần năng lượng là nữ. Rồi trong tháng này mình cũng cảm thấy có thể là bạn sẽ rất là nhiều, có rất là nhiều thứ liên quan đến trao đổi thông tin, liên hệ, liên lạc, tìm kiếm những cái gì liên quan đến việc gọi là trao đổi thông tin, bàn bạc, thảo luận, đặc biệt là những cái bạn nào làm việc nhóm nhiều, làm việc theo team tập thể, hoặc là làm việc trong một cái cộng đồng, hoặc là làm việc theo những cái dự án, những cái tổ chức mà bên ngoài, hoặc là làm cho tổ chức bên thứ ba, thì có thể là các bạn sẽ khá là bận rộn trong cái tháng này, đặc biệt là liên quan đến yếu tố con người.
Những cái bạn nào mà làm việc hoặc là không, nếu không phải là lĩnh vực làm việc mà những cái có những cái công việc liên quan đến gọi là bạn bè xã giao, hoặc là kiểu giống như là phải đi gặp nhiều người, nhiều đối tác, nhiều đối tượng, hoặc là làm hoặc là tiếp xúc với những cái người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, thì có thể trong tháng này các bạn khá là bận rộn liên quan đến vấn đề về con người ha. Tuy nhiên thì mình cũng cảm thấy là bạn sẽ có cách gọi là cân đối ha. Mình cảm thấy có rất là nhiều cuộc hẹn cũng như là một vài cái là bạn phải lỡ hẹn ha. Lý do thì mình cảm thấy là bất khả kháng. Lý do mình cảm thấy khá là bất khả kháng, và mình cảm giác các bạn cũng không có làm gì được khác hoặc là làm gì được thêm. Trong một số trường hợp, nếu mà bạn nào đang đang gọi là có những cái vấn đề liên quan đến việc gọi là giải quyết những cái mâu thuẫn, giải quyết những cái vấn đề mà dang dở hoặc là chưa có bàn tới nơi tới chốn, thì có thể là trong tháng này sẽ có người hỗ trợ và giúp đỡ bạn giải quyết hoặc là xử lý những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Về chuyện tình cảm giữa bạn với người yêu á, thì mình thấy là có the sun với the moon, thì thật ra mặc dù là nó đối nhau ở trong cái trải bài này ha, và nó có the lover ở chính giữa, thì mình vẫn không nghĩ là hai bạn sẽ có vấn đề gì nhiều. Mình chỉ nghĩ một điều, đó là có thể là giữa hai bạn nó có những cái hướng đi, nó có những cái suy nghĩ nó khác nhau, tính cách của hai người cũng khác nhau, và đôi khi nó không phải là nó làm cho đối phương cảm giác mệt mỏi hay là nó làm cho đối phương cảm thấy khó chịu, mà đôi khi bởi vì cái sự khác nhau này nên mỗi người đều có những cái không gian riêng, cái thời gian riêng, cái sinh hoạt riêng, và mình cảm giác đôi khi hai bạn quá bận bịu với những cái công việc cá nhân, những cái sở thích cá nhân, những cái gì đó cá nhân, thành ra hai bạn không có dành nhiều thời gian được cho nhau. Thì mình chỉ cảm thấy đó là nếu được thì the lover ở đây nó nói là hãy liên hệ nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, dù là chuyện vui, dù là chuyện buồn ha. Chứ mình không nghĩ ở đây là cãi lộn hay là có vấn đề gì ha. Về thời vận và sức khỏe của mấy bạn ha. Bảy gậy, bốn kiếm ha, và sáu kiếm ha. Thì thời vận thì mình nói thẳng là không tốt nha. Mình cảm thấy là nó không tốt ở đây, nó không phải là bạn sẽ gặp chuyện xui hay là chuyện gì, tại đa phần những cái lá này là những cái lá nhỏ thôi. Thì mình nghĩ là nó có thể công việc của mấy bạn, tại vì nó lên bảy gậy thì hồi nãy mình nghĩ trong cái trải bài công việc đó, nó vẫn lên the devil, thì mình nghĩ có thể là trong khoảng thời gian đầu tháng nó sẽ có những cái trúc trắc, những cái trục trặc nhỏ, và nó hơi nằm ngoài tầm kiểm soát của mấy bạn một chút. Tuy nhiên bảy gậy thì mình nghĩ bạn sẽ có cách xử trí, đôi khi nó không được như ý thôi, nhưng mà bạn sẽ có cách để giải quyết nó. Bốn kiếm và sáu kiếm thì mình nghĩ là chỉ cần bạn chịu làm hoặc là bạn chịu tìm cách, thì mình nghĩ là bạn sẽ lướt hoặc là lượn qua được. Nói chung là có thể thiên thời địa lợi nó không có thuận cho bạn lắm, và nhân nó cũng không có hòa, nhưng mà mình cảm thấy là bạn sẽ có cách để chèo chống qua cái cơn lũ, mùa lũ này ha. Rồi về sức khỏe của mấy bạn thì mình thấy có liên quan đến đau lưng nha. Tự nhiên mình nhìn vô bài mình thấy bảy gậy với bốn kiếm là mà tự nhiên mình thấy rất là đau lưng. Thứ hai là mình cảm giác là bạn nằm ngủ nó cũng sẽ hơi không yên, hoặc là nó sẽ có những cái gì đó liên quan đến sự chông chênh về mặt cảm xúc, hoặc là bạn sẽ cảm giác nó hơi 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 rối rối, hơi bận rồi hơi kiểu giống như căng thẳng, hoặc là nó không tới độ stress nhưng mà mình cảm giác nó hơi căng ha. Có thể một số bạn sẽ có vấn đề về tiêu hóa khó tiêu, hoặc là bạn bị sụt cân khá là nhiều nha. Xin chào các bạn trong tuần số 2 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share, để lại bình luận cho mình ha. Thì công việc của bạn trong tháng 9 này ha. Bạn có 4 tiền, nữ hoàng cốc ha, và strength. Đối với những bạn chọn tuổi số 2 thì công việc trong tháng này mình cảm thấy là nó sẽ hơi kiểu mình thấy một chữ đùng đẩy, nhưng mà mình nghĩ là có thể là nó không phải là do sự đổ trách nhiệm hoặc là đổ đổ việc lên người khác, mà mình cảm thấy ở đây nó có vẻ giống như là nó không có thật sự rõ ràng trong việc phân chia trách nhiệm công việc, hoặc là có thể công việc nó đang bị quá tải, và kiểu giống như là ai làm việc tốt hơn, ai làm việc giỏi hơn, ai xử trí được nhiều hơn thì người đó phải gánh công việc thôi. Chứ mình không có cảm giác ở đây có cái gì đó liên quan đến việc đùng đẩy và theo kiểu giống như là phó thác trách nhiệm ha, mà là phải đùng đẩy, tại vì nếu không đùng đẩy sẽ không làm kịp, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là công việc trong tháng này mình cảm thấy nó cũng khá là bề bộn. Mình không cảm nhận nó nặng, nhưng mà mình cảm giác nó rất là bề bộn, mình cảm giác nó rất là đủ thứ linh tinh ha. Và mặc dù bạn mình thấy bạn cũng xử trí, mình thấy bạn cũng tìm cách giải quyết và đưa ra những cái phương án nhất định cho cái công việc đó, nhưng mà mình không có cảm thấy là nó sẽ giải quyết nhanh được. Có thể công việc của bạn, một số công việc nó sẽ treo trong tháng rất là nhiều ha, và có thể đến tầm tầm đầu tháng sau luôn á, có thể mấy bạn mới giải quyết xong. Một số công việc liên quan đến con người, đặc biệt là liên quan đến gọi là nếu mà bạn nào đang có những cái rắc rối, đang có những cái đang có những cái đang có những cái rắc rối, đang có những cái gọi là
đang có những cái rắc rối, hoặc là đang có những cái vấn đề liên quan đến đang có những cái rắc rối, những cái vấn đề mà liên quan đến con người, giống như bạn đang làm việc với đối tác, đang làm việc những cái liên quan đến thỏa thuận, bàn giao, rồi chỉnh sửa, kiểm tra, kiểm kê, hoặc là những cái gì liên quan đến việc là cấp trên với cấp dưới mà chát lẫn nhau, kiểm tra lẫn nhau á, kiểm tra chéo á, thì có thể là các bạn cần để ý giùm mình liên quan đến cái việc đó là vuốt mặt nể mũi, cũng như là biết hạ mình và cúi mình khi cần ha. Mình cảm giác ở đây không phải là mình nói là luồn cúi, nhưng mà mình cảm giác trong một số trường hợp á, công việc của bạn mình nghĩ là nếu không có sự hỗ trợ và giúp đỡ, cũng như là không có sự gọi là nương tình nương tay, thì có thể mình cảm giác nó sẽ hơi căng thẳng và nó hơi khó giải quyết. Nếu mà bạn nào có những cái công việc mà cần có sự trợ giúp từ sếp, hoặc là cần có tiếng nói từ sếp á, thì mình nghĩ công việc của mấy bạn nó sẽ trơn tru hơn một chút. Ở đây mình cũng thấy nếu mà bạn nào làm việc liên quan đến ngoại giao, liên quan đến khách hàng bên ngoài, liên quan đến những người có chức có quyền, thì mình nghĩ là nên linh hoạt nha, hoặc là nên kiểu giống như dẻo cái miệng một chút, hoặc kiểu giống như là khéo léo một chút trong cách ứng xử ha. Và mình nghĩ là trong tháng này công việc của mấy bạn nó sẽ có những cái thành công, hoặc là có những cái bước tiến nhất định, đặc biệt là những bạn nào đang trong thời gian cân nhắc về hợp đồng, cân nhắc về thăng tiến, phúc lợi á, thì mình nghĩ có thể là bạn sẽ nhận được phúc lợi hoặc là một cái lợi lộc nào đó trong cái tháng này ha. Những bạn nào đi phỏng vấn xin việc, tìm việc, thì mình nghĩ là buổi đi phỏng vấn của bạn đó nó có thể diễn ra tương đối tốt đẹp, và cái kết quả mình nghĩ cũng tương đối mỹ mãn. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên 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 có sự cập nhật gì đó về kiến thức, về năng lực của mấy bạn nhiều hơn, tại vì mình thấy cái khả năng, cái năng lực của bạn thì nó hơi bị kém một chút, nhưng mà được cái là miệng mồm hoặc là ngoại hình của bạn nó cứu vớt ha. Tức nghĩa là người ta cảm thấy là bạn bạn có thể học được, bạn có thể dạy được, bạn có thể được đào tạo lại á. Nữ hoàng tiền ha, tình cảm và mối quan hệ của những bạn độc thân ha, người đưa tin tiền. Và bốn gậy tháng này thì cũng không biết có phải là tháng đám cưới không, mà sao nãy tụ một cũng bốn gậy, tụ hai cũng bốn gậy. Tại sao mình lại nói tháng bốn gọi là tháng đám cưới? Tại vì mình thấy có tiệc bạn, mình thấy có tiệc, mình thấy có tốn tiền, mình thấy có đi ăn đi uống, mình thấy có những cái buổi hẹn, và mình không chắc là sinh nhật, tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi, nhưng mà thường bốn gậy là đám cưới, đám hỏi nhiều hơn, hoặc là sinh nhật ha, hoặc là tiệc mà kiểu như tiệc chung vui, tiệc chúc mừng á, thì nó sẽ hợp hơn. Thì mình thấy là trong tháng này sẽ có tiệc, hoặc là có tùng gì đó, hoặc là có thể là có một số sự kiện event nào đó liên quan đến khai trương, xây nhà mới, mua đồ mới, hoặc là rửa đồ á. Nếu mà mình cũng không biết là ở những cái nơi khác ở Việt Nam người ta có dùng cái từ rửa giống như ở dưới mình hay không, nhưng mà giống như bạn mua cái gì mới thì người ta sẽ hay nói là mày rửa đi á. Thì mình thấy là có thể là có tiệc, hoặc là có đãi ăn ha, có lộc ăn. Các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn á, thì mình cảm thấy là có thể là trong thời gian này có thể là một số bạn á, sẽ được cái sự ưu ái, sẽ được cái sự yêu thương, sự quan tâm, sự giúp đỡ từ bạn bè hoặc là người thân xung quanh ha, liên quan tới chuyện tiền bạc vật chất. Trong một số trường hợp nếu mà bạn nào đang có những cái vấn đề liên quan đến việc gọi là cần phải hỗ trợ cho ai đó, làm việc giúp cho ai đó, hoặc là hoạt động những cái hoặc tham gia vào những cái hoạt động, những cái tổ chức từ thiện, thiện nguyện, thì có thể là các bạn sẽ rất là bận rộn trong khoảng thời gian này. Một số bạn á, thì mình cảm thấy đó là nếu mà các bạn đang có mong muốn thay đổi gì đó liên quan đến kết nối trong gia đình, họ hàng, bà con, thân thân bằng quyến thuộc, hoặc là những cái gì liên quan đến chuyện gọi là thắt chặt mối quan hệ gia đình, thì mình nghĩ là trong tháng này các bạn sẽ có những cái sự cải thiện về tình cảm và kết nối trong gia đình ha. Các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn thì mình nghĩ là tương đối thuận. Nếu mà bạn nào đang cần sự giúp đỡ, cần sự hỗ trợ, thì mình cũng cảm thấy là rất là có người nam hay năng lượng nam hỗ trợ cho mấy bạn ha. Về chuyện tình cảm và các mối quan hệ xung quanh, về chuyện tình cảm của các bạn độc thân á, thì thật sự có nữ hoàng tiền rồi, có người đưa tin tiền, thì mình cảm thấy là có người để ý mấy bạn, có người thích mấy bạn nha. Nhưng mà mình cảm thấy ở đây tạm thời á, là muốn gọi là thiện chí trước là muốn làm bạn. Mình mặc dù có bốn gậy nhưng mà mình không có cảm nhận cái năng lượng này sẽ là tình yêu. Mình cảm thấy nó giống như kiểu là tôi muốn kết giao, tôi muốn làm quen, tôi muốn mần thân, tôi muốn gọi là kiểu giống như là xây dựng một cái nền tảng trước cái đã, rồi chuyện tình cảm hay là chuyện gì đó xa xôi hơn á, thì đợi theo thời gian cũng như là cái kết nối coi tình hình nó như thế nào rồi mới tính tiếp. Mặc dù người này có thiện cảm, có cảm xúc và cũng rất là muốn tiếp cận mấy bạn, nhưng mà mình cảm thấy các bạn có một cái gì đó hơi do dự cũng như là khá là chần chừ, tại vì mình vẫn cảm giác ở đây có một cái sự thận trọng trong cái mối quan hệ. Thì mình cũng không biết ai là người thận trọng hơn, nhưng mà mình cảm thấy có một cái năng lượng của sự thận trọng, cẩn trọng cũng như là chưa có sẵn sàng. Mình chỉ cảm giác giống như là muốn dò xét, muốn coi thử, muốn cân nhắc ha. Rồi, về phần tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp ha. Các bạn có 6 gậy, các bạn có vua gậy và các bạn có 10 of cups á.
đối với những bạn có đôi có cặp á, thì các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn trong thời điểm này mình thấy là nó khá là tốt ha. Có thể là trong thời gian tới một số bạn sẽ nghe được tin vui, hoặc là một vài cái điều gia đình bạn có định đi chơi không, hay là các bạn có định đi tổ chức đi chơi với ai không vậy, giống như đi đánh lẻ hoặc là đi với hội chị em bạn gì, đi du lịch xa hay là đi phượt, đi cắm trại, đi team building, hay là đi những cái sự kiện liên quan đến team team đội đội nhóm nhóm không, hoặc là các bạn có tham gia vào những cái câu lạc bộ nào đó mà nó có cái sự di chuyển họp nhóm đi lại đâu đó mà liên quan đến chuyện gọi là để rèn giũa một cái kỹ năng, hoặc là để sinh hoạt cho một cái sự kiện, một cái event nào hay không, hoặc là chuẩn bị cho một cái chuyến gì đó hay không. Tại vì bài lên mình thấy có một cái chuyến đi hoặc là một cái sự kiện theo nhóm và mình cảm giác là khá là vui cũng như là khá là mới mẻ, nói chung trải nghiệm rất là thú vị. Nếu mà bạn nào mà có ý định, mình cũng không chắc là đi lên núi hay là đi xuống biển, nhưng mà mình thấy có khả năng là lên núi lên rừng đó nha, đi xuống ao hồ sông ngòi gì đó, mình cảm giác rất là thoáng, rất là mát, và cái chuyến đi mình cảm thấy khá là mở mang tầm mắt cho mấy bạn. Một số bạn thì mình cảm thấy là trong tháng này, nếu mà bạn nào có những cái công việc cần cần sự hỗ trợ từ người nam, hoặc là cần, nếu mà các bạn nào làm việc với cơ quan công quyền chính quyền, thì có thể là các bạn cần có một cái sự chủ động tích cực trong trong gọi là cái lời nói, trong cái hành động, cũng như là có thể là các bạn sẽ phải đi tới đi lui vài lần thì các bạn sẽ làm được. Tuy nhiên nếu mà bạn nào có những cái khó khăn, những cái vấn đề mà bản thân các bạn chưa có gọi là giải quyết được, thì có thể mình nghĩ là trong tầm khoảng giữa và cuối tháng thì có thể là có người chỉ dẫn, có người hỗ trợ, hoặc là có người điểm đường cho mấy bạn ha. Nếu mà bạn nào mà gọi là trong nhà mấy bạn mà có tin vui á, thì mình nghĩ một là xây nhà, hai là có thành viên mới, hoặc là ba là sẽ có tin tức gì gì đó về đám cưới đám hỏi, thôi nôi đầy tháng gì đó của người thân trong gia đình ha. Một số bạn thì mình cảm thấy là trong công việc của mấy bạn sẽ có một cái tiệc mừng, hoặc là sẽ có một cái buổi đãi ăn, hoặc là một cái sự kiện kỷ niệm gì đó liên quan đến công ty. Về chuyện tình cảm của hai bạn á, thì mình cảm giác 6 gậy và 10 cốc thì mình nghĩ mối quan hệ khá là hạnh phúc, ít nhất là cũng tương đối hài hòa và dung hợp. Hai bên thì mình cảm thấy khá là thuận tâm vừa ý với kết nối của nhau, và đôi khi hai bạn cảm thấy giống như là có thể tiến xa hơn, hoặc là có thể nghĩ đến chuyện xa xôi hơn. Nếu mà những cái bạn nào mới quen thì có thể hai bạn sẽ có ý định là ra mắt thành viên trong gia đình, hoặc là giới thiệu với họ chị em bạn bè ha. Mình cảm giác là mối quan hệ giữa hai bạn nó đang trong cái thời điểm gọi là cao trào, và hai bạn rất là chủ động trong cái mối quan hệ ha. Thì bây giờ mình sẽ qua tới phần gọi là thời vận và sức khỏe ha, của bạn tụ hai ha. Các bạn có tám ở 10 tiền ha. 10 tiền, hai kiếm và nữ hoàng cốc. Thì thời vận và sức khỏe, thời vận của mấy bạn thì mình cảm thấy là các bạn có thể thời vận của mấy bạn nó không không có gì đặc biệt ha. Mình nghĩ là ở đây không có yếu tố của thiên thời địa lợi, nhưng mà nhân thì mình thấy hòa đó, tức nghĩa là mình cảm thấy là mọi chuyện của mấy bạn nó tương đối cho trơn tru, nó tương đối thuận, nó tương đối như bạn mong đợi, mặc dù có những cái lặt vặt linh tinh, nó có thể nó hơi dùng dằng, nó có thể hơi kéo dài, nó có thể hơi làm bạn gọi là chẳng đặng đành, nhưng mà mình cảm giác là bạn bạn cảm thấy giống như là 10 phần thì mình được 9 phần hoặc là 8 phần là cũng tốt rồi. Thành ra mình cảm giác thời vận của mấy bạn, đặc biệt là những cái gì đó liên quan đến tiền, liên quan đến thời gian, liên quan đến việc di chuyển đó, thì mình cảm giác là 7 trên 10 hoặc là 8 trên 10 ha. Trong một số trường hợp nếu mà bạn nào đang có những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe của người thân gia đình thì các bạn cũng có thể an tâm phần nào. Về sức khỏe của mấy bạn á, thì mình cảm thấy là các bạn nên để ý giùm mình một chút xíu đến vấn đề về cái tướng ngồi, nên để ý vấn đề về gọi là xương, tướng ngồi, lưng, phần thắt lưng, phần những cái gì liên quan đến cọng hoặc sợi, chẳng hạn như dây chằng. Mình cũng không không chắc lắm là sợi này sợi gì, nhưng mà mình cảm giác nó trải rất là dài ha, có thể là gân mạch máu hoặc cái gì đó, tại vì mình cảm giác có những cái vấn đề gì đó liên quan đến việc gọi là bị tê tay tê chân, hoặc là trong một số trường hợp liên quan đến đồ ăn thức uống nha, kiểu giống như ruột dạ dày bao tử đồ đó. Xin chào các bạn, chọn số 3. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh để giúp mình phát triển kênh nhiều hơn. Thì công việc của bạn trong tháng 9 ha, thì mình cảm thấy là 10 cốc. Mình cảm thấy là 10 cốc. 10 cốc, 1 cốc ha, và 9 cốc cốc không à. Về công việc của mấy bạn trong cái tháng 9 này á, mình cảm thấy là mọi chuyện nó khá là trơn tru luôn á, so với cả ba tụ thì tụ ba này có vẻ khá là trơn tru và trôi chảy ha. Công việc của mấy bạn trong tháng này mình thấy là thứ nhất là nhận được tin vui, thứ hai là các bạn sẽ có những cái thành quả hoặc là những cái công việc mà mình cảm thấy là nó gọi là gần như mong đợi hoặc là gần như ý mà bạn mong muốn. Trong một số trường hợp những cái gì mà các bạn đang apply
ý mình nói ở đây là đang ứng tuyển nè, đang xin nè, đang thử nè, hoặc là đang chờ ký kết, chờ tin tức, chờ phê duyệt á, mình thấy đa phần 90% là đã được, hoặc là ít nhất là cũng sẽ được, có thể là nó sẽ đến, mình không dám nói là sớm hơn kỳ vọng, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ nhanh hơn những gì mong đợi thôi, chứ nó không có quá sớm đâu nha, nó không quá sớm nhưng nó tuyệt đối không bao giờ muộn ha. Thành ra mình chỉ cảm giác là ví dụ như người ta hẹn 4 tuần thì bây giờ mới đầu tuần thứ ba hoặc là giữa tuần thứ ba đã có rồi, tại vì mình thấy là những cái kết quả, những cái công việc của bạn nó sẽ tương đối thuận lợi, hoặc là ít nhất là có những cái cải thiện, những cái cải tiến nhất định. Trong tuần á, thì trong những cái tuần đầu tiên á, thì mình cảm thấy là công việc của bạn tương đối nhàn, giữa và cuối tuần thì mình giữa giữa và cuối tháng á, thì mình cảm thấy đa phần nó sẽ tương đối bận rộn hơn một chút. Tuy nhiên mình cảm thấy là có một vài cái dự án, một vài cái kế hoạch gì đó sẽ phát sinh trong khoảng thời gian tuần thứ hai, tuần thứ ba. Nếu mà bạn nào có những cái công việc mà dài hạn cần phải báo cáo, cần phải làm gấp, cần phải theo dõi trong suốt cái tháng á, thì các bạn nên 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 gọi là rà soát lại giúp giùm mình ha, tại vì mình cảm giác là coi chừng mấy bạn bị quên hoặc là mấy bạn bị sót thôi, chứ mình cũng không nghĩ là các bạn làm thiếu theo kiểu là làm sai làm sót. Nếu mà bạn nào có những cái gọi là mới vào công ty chưa lâu, hoặc là các bạn mới vào cái môi trường mới, hoặc là mấy bạn được giao một cái vị trí mới, thì mình cảm giác các bạn cần nên học hỏi và trao đổi nhiều thêm với cấp quản lý cũng như là những cái người đã từng làm trong team, để bạn hiểu rõ về cái phong phong tác phong, cái phong thái làm việc cũng như là cái cách quản lý của cái nơi này. Tại vì mình cảm giác cái cách làm việc ở cái môi trường này tương đối lạ. Lạ đây tức nghĩa là nó lạ với bạn, nó mới với bạn, nó khác so với những gì bạn từng trải nghiệm. Trong một số trường hợp thì mình cảm giác cái môi trường này khá là support, kiểu giống như rất là hỗ trợ nhân viên, rất là hỗ trợ đồng nghiệp, rất là kiểu giống như là thể hiện cái tính độc lập tự chủ. Tuy nhiên nó vẫn có một cái sự gọi là đồng cam cộng khổ, hoặc là ít nhất là hỗ trợ lẫn nhau trong cái việc gọi là training, trong cái việc huấn luyện, trong cái việc đào tạo. Những cái bạn nào mà làm cái công việc này mà bạn cảm giác giống như là cái môi trường này nó hơi mới, hoặc là bạn chưa thật sự biết á, thì mình nghĩ là có thể hỏi, có thể tìm tòi trước rồi sau đó hãy hỏi ha. Những cái bạn nào gặp những cái vấn đề liên quan đến kết nối trong công việc, chẳng hạn như các bạn không có làm việc với liên phòng ban, hoặc là các bạn làm việc với những cái người tương đối mới, thì có thể là các bạn cần phải chịu khó nghe theo cái lời hướng dẫn và chỉ dẫn của những người này ha. Mình thấy ở đây có quá nhiều thứ mới để mấy bạn cần phải học và cần phải trải nghiệm. Trong tháng thì mình cũng cảm thấy công việc của mấy bạn nó sẽ mình nghĩ là sẽ có một cái sự thay đổi nào đó trong nhân sự trong cái chỗ bạn làm, hoặc là có sự sáp nhập, hoặc là nhập một cái gì đó vào trong cái team làm việc của mấy bạn. Hoặc là nếu mà bạn nào làm những công việc liên quan đến hỗ trợ team làm việc từ xa, hoặc là hỗ trợ chi nhánh, hỗ trợ những cái phòng giao dịch, hoặc là những cái nơi có chi nhánh ở tỉnh khác, thì có thể nó sẽ đòi hỏi một cái sự di chuyển ha. Về những cái bạn nào đi phỏng vấn xin việc, tìm việc đó, thì mình cảm giác là các bạn nên có một cái sự chuẩn bị trước về về tìm hiểu về công ty, tìm hiểu về văn hóa, tìm hiểu về mong đợi của mấy bạn ở cái công ty mới. Mình cảm giác người ta sẽ hỏi khá là nhiều về cái điều mà bạn mong đợi, hoặc là cái mong muốn kỳ vọng của bạn trong vài ba năm tới, hoặc là cái ý định phát triển bản thân trong thời gian tới. Tức nghĩa người ta sẽ hỏi về cái ý định phát triển bản thân cũng như kỳ vọng trong công việc, kỳ vọng trong môi trường, trong 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 năng lực của mấy bạn trong thời gian tới sẽ thay đổi như thế nào. Tại vì mình cảm giác ở chỗ này nó đánh giá nặng về cái tính lâu dài, tính ổn định cũng như là cái khả năng thích ứng môi trường của bạn, chứ ở đây nó không đánh giá nhiều về cái năng lực. Giống như bạn có thể giỏi nhưng nếu bạn không hợp với cái môi trường này thì nó vẫn loại bạn ha. Chỗ này ưu tiên về cái sự phù hợp với cái team làm việc và vị trí công việc hơn là đánh giá năng lực. Thành ra nếu bạn nào đi phỏng vấn trong cái tháng này thì nên lưu ý về cái việc là tạo thiện cảm cũng như là thể hiện cho người ta thấy là bạn là một người dễ tính, không hẳn là dễ tính nhưng mà dễ thương, dễ mến, đáng yêu, ngoại hình sáng sủa, chăm ngoan, hoặc là kiểu giống như là con ngoan trò giỏi gì đó ha. Rồi, về tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có những bạn độc thân trước ha. Một gậy, 10 gậy và death. Đối với những bạn độc thân á, thì các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn trong tháng thì mình chủ yếu mình thấy là bạn chỉ liên hệ hoặc là giao tiếp với một 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 vài người nam, hoặc là mình năng lượng nam là chính. Mình cảm thấy trong tháng nó sẽ không có quá nhiều cái liên kết ở bên ngoài. Tuy nhiên thì có 10 gậy và death thì mình cảm giác có thể trong một số trường hợp các bạn sẽ đối mặt với một cái mối quan hệ hơi căng, hoặc là các bạn sẽ phải kiểu giống như là nhắm mắt cho qua, hoặc là nhắm mắt phớt lờ với một vài người mà các bạn không thích. Trong một số trường hợp nếu mà có một cái sự giao tiếp hoặc là trao đổi hoặc là công việc nào đó khó khăn nào đó mà đụng chạm tới đến một cái người nam nào đó, thì có thể là bạn nên gọi là nhắm mắt cho qua, hoặc là kiểu giống như là
làm cho xong cho rồi cho có rồi thôi, chứ đừng có kiểu giống như căng thẳng và tranh cãi. Nếu mà bạn nào có những cái vấn đề gì đó liên quan đến quyền hành pháp lý, liên quan đến quyền lực giữa đôi bên, thì mình cảm giác giống như là làm những việc cần làm, nói những việc cần nói và xử trí những cái việc mà cần phải xử trí thôi. Mình cảm thấy không nên làm căng, cũng không nên lạm quyền, không nên to tiếng, không nên nóng tính. Tại bài lên đây mình cảm giác trong tháng này rất là dễ có đụng chạm, rất là dễ có lời qua tiếng lại, hoặc là rất là dễ có những cái điều gọi là bực bội bức bối ha. Tuy nhiên nếu mà bạn nào đang có ý định gọi là xử trí hoặc là xử lý những cái vấn đề căng thẳng, hoặc là gặp phải những cái vấn đề mà khó khó kiểu giống như khó giải quyết theo theo tình lẫn lý á, thì mình cảm giác giống như là hãy gọi là giữ vững quan điểm, hoặc là giữ vững cái góc nhìn của mấy bạn về cái việc mà bạn làm. Mà ở đây không có đúng, không có sai, cũng như là không có giải pháp toàn vẹn nhất, mà mình chỉ cảm giác là có giải pháp tương đối phù hợp nhất thôi. Rồi những cái bạn nào mà đang có ý định nhờ vả người khác hoặc là sử dụng các mối quan hệ để liên quan để giải quyết công việc nào đó, thì mình nghĩ sẽ hơi khó trong tháng này. Nếu mà bạn nào đang có ý định tìm kiếm người giúp đỡ hoặc là kiểu giống như là xây dựng một cái mối liên hệ, thì mình cảm giác cũng tương đối khó ha. Có thể là trong thời gian tới các bạn sẽ phải tự giải quyết nhiều việc. Về chuyện tình cảm giữa mấy bạn chọn chuyện tình cảm của mấy bạn chọn tụ những bạn độc thân á, thì mình cảm giác thật sự bài lên như vậy thì khó lòng mà nói có tình cảm gì ở đây ha. Mình chỉ cảm giác là nếu mà các bạn quá bận rộn và các bạn không có dành đủ thời gian cho bản thân, hoặc cũng như là để nghỉ ngơi, hoặc là các bạn đang khá là bận tâm trong công việc, trong cuộc sống, thì mình nghĩ là tốt nhất nên cân bằng và lại về mặt cảm xúc. Tại bài lên khá là chênh lệch về mặt cảm xúc, khá là mất cân bằng về mặt cảm xúc, hoặc là các bạn đang bị stress ha. Trong một số trường hợp nếu mà bạn nào đang cảm thấy cái cảm xúc của bạn bị bí bách hoặc là cảm thấy không có giải tỏa được, thì nên tìm cách giải tỏa. Nếu mà bạn nào đang gặp những cái khó khăn về gọi là cảm xúc, hoặc là các bạn đang gặp những cái chướng ngại vật trong cuộc đời á, thì mình nghĩ là cứ bình tĩnh bước qua ha, không có nên căng thẳng ha. Chứ bài này mình nghĩ là khó lòng mà có chuyện tình cảm gì ở đây ha. Giờ mình sẽ qua tới tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp ha. 4 tiền, 2 cốc và Hierophant. Thì đối với những bạn có đôi có cặp á, thì các mối quan hệ xung quanh của các bạn mình chủ yếu là mình thấy là nó xoay quanh môi trường công việc, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến công việc, giấy tờ, thủ tục ha. Nếu mà bạn nào đang có những cái vấn đề liên quan đến người nam, hoặc là các bạn phải xử lý vấn đề với những bên thứ ba, hoặc là những cái bên mà liên quan đến cơ quan công quyền nhà nước, hoặc là những cái sở, những cái cơ quan cấp phép làm việc liên quan đến thủ tục giấy phép đồ đó, thì các bạn có thể là chủ động liên hệ hoặc là làm theo sự hướng dẫn của người này, thì mình thấy nó sẽ nhanh hơn, hoặc là ít nhất là tìm một cái kiểu giống như là tìm một cái người mà họ lắng nghe, hoặc là họ chịu khó chỉ đường chỉ dẫn cho mấy bạn ha. Tại vì mình thấy là cái công việc, cái giấy tờ này sẽ không có giải quyết nhanh được, cũng như là sẽ không có làm một sớm một chiều được, mà nó đòi hỏi các bạn cần phải kiểu giống như là theo trong dài hạn, hoặc là ít nhất là phải chịu một cái khoảng thời gian thì mới có những cái bước tiến, cũng có những cái thay đổi được. Chứ mình cảm giác cái này thì không có thể là giải quyết ngay, giải quyết liền, hoặc là hối thúc người ta được. Nếu mà bạn nào đang có ý định gọi là nhờ vả sự giúp đỡ hoặc là tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài á, thì mình cảm giác là có thể tìm được. Tuy nhiên mình nghĩ là chắc phải chịu chi, hoặc là ít nhất là phải có những cái sự gọi là cam kết hứa hẹn ha. Nếu mà bạn nào có làm việc làm ăn chung, hoặc là kiểu giống như là hợp tác làm ăn với những người khác, hoặc là có sự kinh doanh hùn vốn hùn hạp, hoặc là phân chia gì đó ở đây, thì mình cảm giác là có thể nó sẽ không được như mong đợi. Tuy nhiên thì nó vẫn nằm ở trong cái mức chấp nhận được ha. Những cái bạn nào mà có vấn đề gì đó với người một cái người ở xa, hoặc là các bạn đang có những cái vấn đề liên quan đến tiền bạc và tài chính, thì mình cảm giác giống như là cứ căng theo tình hoặc là căng theo lý mà làm thôi. Mình không có cảm giác là nó nghiêng về bên nào cả. Tại vì bài lên hai cốc với The Hierophant thì mình cảm giác giống như là nếu thật sự mà các bạn gọi là cãi lý á, thì cũng không thắng, mà các bạn dùng tình thì có thể các bạn sẽ thắng á. Chứ cãi lý thì mình cảm giác hơi khó hoặc là hơi căng. Những cái bạn nào mà có vấn đề trong gia đình, đặc biệt là liên quan đến người 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 chủ gia đình, giống như làm ba làm má, hoặc là kiểu giống như bạn có đụng chuyện gì đó với ba má anh chị á, thì mình cảm giác giống như là nên gọi là nên giữ thái độ trung lập ha. Hoặc là mình cảm giác giống như là không có nên làm căng. Còn nếu mà đụng với chuyện người có chức có quyền hoặc là đồng nghiệp cấp trên, thì mình cảm giác ở đây giống như là nên chịu khó lắng nghe, hoặc là kiểu giống như là nên nên lên làm theo lời người ta hướng dẫn ha. Mình nghĩ là không nên cãi.
về chuyện tình cảm giữa hai bạn á, thì mình cảm giác là nó hơi bị khô á, kiểu giống như là nó hơi mang tính gọi là cứng nhắc, hoặc là hơi mang tính bài bản, hoặc là mang tính sách vở quá. Mình cảm giác là hai bạn cần thể hiện cảm xúc với nhau nhiều hơn, cũng như là nên cho đối phương biết là thật sự mình muốn cái gì, mong muốn ra sao, cũng như là nên bày tỏ quan điểm của mình về cái được và cái không được trong mối quan hệ, cũng như là nên chấp nhận những cái tính tốt lẫn cái tính xấu của đối phương. Mình cảm giác hai bạn hơi bị căng, hoặc là hai bạn hơi bị chấp nhận những cái quan điểm và cái tôi của mình đặt lên hoặc là áp lên người kia. Thành ra mình cảm giác là mặc dù thương thì thương, nhưng mà có vẻ cái mối quan hệ nó hơi bị căng ha. Bây giờ mình sẽ qua tới phần thời vận và sức khỏe của mấy bạn trong tháng này ha. Các bạn có The Hierophant một lần nữa ha, tám kiếm và Justice ha, bài đó rất là căng ha. Thời vận của mấy bạn thì mình cảm giác là tốt nhất thì cứ sống sống đúng, sống phải, sống theo gọi là lương tâm thôi ha, chứ ở đây mình cảm giác là đừng làm gì trái lương tâm, đừng có làm cái gì đó mà nó mang tính gọi là sai phạm ha. Thời vận của mấy bạn thì mình nghĩ không tốt, nhưng mà nếu mà các bạn sống ăn ở có đức đó, thì mình nghĩ có thể tháng này nó cũng tương đối nhẹ nhàng cho mấy bạn, hoặc là ít nhất là nó cũng không có quá trầy trọc ha. Tại thật sự mình thấy Hierophant với Justice thì mình thấy rất là chua. Và những cái bạn nào mà có liên quan đến pháp luật, kiện tụng, giấy tờ, thủ tục, hoặc là những cái gì đó liên quan đến cơ quan pháp lý, công quyền rồi đó, thì mình nghĩ là phần nào nó cũng sẽ như bạn mong đợi. Tức nghĩa là mình không gọi là thắng, nhưng mà mình cũng không gọi là thua. Mình nghĩ là kiểu giống như là ví dụ như tranh tụng cãi những cái gì liên quan đến tranh chấp đồ á, thì có thể là 50-50 thôi, nó không lỗ nhưng nó không lời. Hoặc là ít nhất là kiểu giống như là bạn muốn, ví dụ như bạn nói là bây giờ tôi muốn phần đó là 6 phần, thì ít nhất nó cũng được 5 phần, chứ nó không thể nào được 6. Thành ra những cái bạn nào mà đang có những cái tranh chấp, những cái cãi vã, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp luật đồ á, thì mình nghĩ là không tới nổi ha, nó không tới nổi. Hoặc là còn về sức khỏe của mấy bạn á, thì mình nghĩ là nếu mà bạn nào đang có những cái sự gọi là vấn đề về sức khỏe, đặc biệt về gọi là bệnh định kỳ, bệnh dài hạn, bệnh mãn tính, những cái vấn đề liên quan đến ruột dạ dày, thì các bạn nên đi tái khám giùm mình ha, hoặc là nên kiểm tra định kỳ. Bài này thì mình nghĩ là chưa có vấn đề, nhưng mà mình nghĩ là nên đi kiểm tra định kỳ hoặc là nên khám định kỳ về sức khỏe của mấy bạn ha.